Con hả? Mất rồi á? Thế bố đâu? Mất rồi à? Này con tắm chưa? Này con tắm chưa hả? Nhìn qua đây nè, đấy nhá, đấy nghịch lửa đi đốt tay đấy. Thế con tắm chưa? Bịt lửa nhá. Đấy, đấy. Ai à. Này bắt coi cái tay nào. Ai à, cái tay này. Ồ, tay bẩn quá. Này tí đốt tay đấy, không nghịch lửa đâu nhá. Lửa tắt rồi. Ừ. Tối rồi về tắm đi. Ừ, lửa tắt rồi. Thôi đi về tắm đi, đi về tắm đi, tối rồi. Đi về tắm đi. Anh đi đâu rồi? Ví dụ làm gì đấy? Anh đi đâu rồi? Trời đang tối.